Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay Hôm nay đó là ngày thứ hai tại Hoa Kỳ ngày 30 tây tháng 5 Ở Việt Nam các bạn đã bước qua là ngày thứ ba ngày 31 tháng 5 rồi thì bây giờ là khoảng 1 giờ trưa giờ Cali thì có thể là nhiều bạn nghĩ là thường thức nghiệp hay sao mà hôm nay làm video sớm vậy nhưng mà không phải đâu các bạn. Hôm nay à, là ngày lễ Memorial Day có nghĩa là ngày lễ tưởng niệm và hôm nay đó thì à, phần lớn mọi người đều nghỉ ở nhà cho nên thuận hôm nay cũng nghỉ ở nhà cho nên mới dành thời gian để mà làm video sớm chia sẻ với các bạn. Và hôm nay các bạn cũng sẽ thấy là thị trường tài chính cũng đóng cửa như là sàn chứng khoán cũng có mở cửa cho nên các bạn cũng sẽ không nhận được nhiều cái thông tin lớn hôm nay đâu Nhưng mà Thuận cũng muốn dành thời gian để mà chia sẻ một số những cái tài liệu nổi bật với các bạn Liên quan đến thị trường tài chính nói chung cũng như liên quan đến crypto Và chúng ta cũng sẽ nói tới những gì mà các bạn cần phải quan tâm đến trong tuần tới đây Và đương nhiên trước hết Happy Memorial Day nhưng mà nào mà ở Hoa Kỳ thì chúng ta thấy được là giá của BTC đó cũng có cái màu xanh trở lại một chút Chúng ta thấy được là bây giờ giá đã trên 30.000 đô Bitcoin ở mức là 30.600 là 3 Và thường cũng có nói vợ như các bạn trên những mạng xã hội đó là không phải một phần trăm tăng trưởng nào cũng là sự bắt đầu của bull market Nhưng tất cả bull market đều bắt đầu từ một phần trăm tăng trưởng Thuận dẫn với các bạn một chút để các bạn thư giãn hơn mà thôi Nhưng mà chúng ta cũng đã biết đó là tuần vừa rồi chúng ta thấy 3 ngày liên tục là ngày thứ tư ngày thứ năm và ngày thứ sáu là chúng ta thấy là những chỉ số chứng khoán đều tăng lên chúng ta thấy được chỉ số S&P 500 chỉ số Nasdaq đó những chỉ số đó đều tăng liên tục 3 ngày nhưng mà ngược lại chúng ta thấy được là giá BTC đó lại không có phản ứng. Nhiều bạn thì cũng có cái sự lo ngại là tại sao mà khi mà chỉ số chứng khoán đi xuống đó thì chúng ta thấy là giá BTC đó thì đi cùng một xu hướng nhưng mà khi mà chứng khoán tăng lại không thấy BTC đi theo thì chúng ta cũng đã nói rồi. Thì bây giờ đó cái sự tương quan giữa Nasdaq và chỉ số của Bitcoin đó rất là tương quan với nhau Cho nên nếu như các bạn vẫn tin sự tương quan đó là còn trong thời điểm này Đương nhiên trong lịch sử của BTC đã không biết nào nó cũng tương quan Nhưng mà thời điểm này thì rất là tương quan với nhau Thì chúng ta sẽ thấy được là trong cuối tuần này đó Chúng ta sẽ thấy BTC nhích giá lên và đi theo xu hướng của những chỉ số chứng khoán Nhất là chỉ số Nasdaq Và chúng ta đã thấy là hôm nay đó cũng đã có cái sự tăng trưởng tương tự như là chỉ số Nasdaq rồi Bây giờ một lần nữa chúng ta đã thấy BTC qua khỏi 30.000 600 đô Thì nhiều bạn nói là đây là một cái màu xanh giả dối Hay là chúng ta thấy được đây là một cái sự hồi uh, phục giả vân vân Nhưng mà thật ra đối với thường là chỉ cần xanh một chút là được rồi Tại vì chúng ta đã liên tục thấy chín tuần là một màu đỏ rồi Xanh một chút đó thì cũng làm cho mọi người lạc quan hơn một chút Và cho dù đây là một màu xanh giả dối Thì thường cũng hy vọng thị trường tiếp tục giả dối Thường chấp nhận bị gạt nếu như đây là sự thật Và đương nhiên BTC tăng thì các bạn thấy được là cũng có nhiều những con coi hôm nay cũng rất là xanh Chúng ta thấy những đồng lớn đi khi mà trùng refresh Fast Coin Ketco đó các bạn sẽ thấy được là giá BTC tăng 5,1%, chúng ta thấy được là Ethereum nên cũng đã hồi phục trở lại là 6,8%. Tuy nhiên khi các bạn nhìn vào cái cột 7 ngày qua các bạn sẽ thấy được là Bitcoin đó cái giá bây giờ so với lại 7 ngày trước thì tăng 1% nhưng mà những coi coin đó cho dù hôm nay có sự hồi phục nhưng mà vẫn là âm trong vòng một tuần qua tại vì một tuần qua đó thì trên căn bản giá của những coin đó đi xuống rất là nhiều so với lại BTC và chúng ta thấy được là những đồng như là BNB cũng tăng 3,4%, XRP thì tăng 3,9%. Cardano tăng 12,6% thì có nhiều cái thông tin liên quan đến cái cập nhật kế tiếp của Cardano tôi sẽ chia sẻ với các bạn trong cái video này một lát nữa. Solana thì cũng tương tự, Polkadot thì cũng tương tự, các bạn thấy được là phần lớn thì những coin cũng đã đi theo xu hướng của BTC ngày hôm nay và phần trăm tăng trưởng cũng tương tự và trên trang thuận capital.com đó thì có chia sẻ rất là nhiều những bài viết hay và những bài viết này đó thì không phải được viết bởi thuận mà được viết bởi team của thuận capital cho nên những bài viết này đã cũng mang những cái góc nhìn khác thuận một chút nhưng mà cũng chia sẻ rất nhiều những giá trị. Nhất là gần đây đó có một bài viết là bạn có tư duy đúng để tồn tại khi thị trường crypto giảm hay là không. Thì những bài nào mà chưa đọc bài viết này ra thường sẽ để cái link ở bên dưới cái video này để các bạn có thể đọc để hiểu thêm cũng như là nhiều những cái bài viết giá trị khác liên quan tới là giá trị BTC từ đâu mà đến hay là có phải mua coin trong thị trường tăng giá là một sự nguy hiểm hay là không. Đây là những bài viết mà đã được chia sẻ rất nhiều chương trình thuận capital, thuận sẽ để cái link của bài viết này bên dưới để các bạn nào mà có hứng thú muốn tìm hiểu thêm thì có thể đọc và đương nhiên như đại thần đã chia sẻ đó, hôm nay là thị trường chứng khoán không có mở cửa, cho nên chúng ta cũng không cần phải nhìn chi tiết vào những chỉ số liên quan tới chứng khoán vàng hay là dầu đâu, thị trường chứng khoán sẽ mở cửa lại ngày mai và chúng ta cần phải quan tâm đến những cái thông tin gì trong tuần này thì chúng ta sẽ thấy được là ngày mai đây sẽ có thông tin uh, liên quan tới S&P Kshler National Home Price Index Year over year Đây là một cái chỉ số cho thấy được là cái giá nhà bây giờ so với lại cái giá nhà của năm ngoái như thế nào Thì tôi nghĩ là cũng không có nhiều cái thông tin gì đặc biệt đâu Tại vì ngay thời điểm bây giờ đây chúng ta vẫn thật sự chưa thấy nhiều dấu hiệu là giá nhà giảm Mặc dù chúng ta đã bắt đầu thấy ở một số nơi như là thường chia sẻ với các bạn là Một trong năm căn nhà đang bán bây giờ đó đã có dấu hiệu là giảm giá Nhưng mà đó là ở một số nơi mà coi không phải là tất cả trên nước Mỹ đều như vậy Nhưng mà chúng ta có thể được là trong tình hình là tiếp tục tăng lãi suất đó và chúng ta thấy được là bây giờ giá nhà vẫn chưa thực sự là giảm mạnh tại vì cái số lượng người mua và người bán nó vẫn đang có sự chênh lệch như là chúng ta vẫn thấy nhiều người đang muốn mua nhà tại vì những người mà tồn động lại không mua được nhà trong thời gian qua họ vẫn đi tìm nhà để mà mua nhưng mà chúng ta cũng thấy dấu hiệu là có nhiều nhà hơn xuất hiện trên thị trường nhiều người muốn bán hơn thì trong một thời gian sau khi mà tất cả cân bằng lại mà chúng ta thấy tiếp tục lãi suất tăng đó thì lúc đó mới ảnh hưởng đến giá nhà đây là điều mà chúng ta cũng đã từng nói tới rồi Nhưng mà đây là cái tài liệu sẽ được chia sẻ ngày mai Kế tiếp đó, chúng ta thấy là ngày thứ tư tại Hoa Kỳ ngày 1 tháng 6 đó Ngày 2 tháng 6 và ngày 3 tháng 6 như là từ thứ tư thứ năm thứ sáu đó là chúng ta có ba thông tin Và ba thông tin này đều liên quan đến là trong tháng vừa rồi để chúng ta có bao nhiêu công an việc làm Chúng ta có bao nhiêu người khai thất nghiệp và phần trăm thất nghiệp là bao nhiêu Tất cả những thông tin này đều rất là quan trọng tại vì các bạn đã biết là Fed chỉ quan tâm đến hai điều mà thôi Thứ nhất là quản lý giá cả để hạn chế phần trăm lạm phát thứ nhì là quản lý tình hình thất nghiệp của hoa kỳ để cho thất nghiệp ở phần trăm thấp đây là hai cái điều duy nhất mà fed quan tâm cho nên chúng ta muốn xem coi là đúng là cho tới thời điểm tháng dư rồi phần trăm thất nghiệp rất là thấp chỉ khoảng chừng là ba phần trăm mà thôi nhưng mà chúng ta cũng đã thấy là bắt đầu có những dấu hiệu bất ổn có nhiều công ty đó đã chậm lại mướn người hay là thậm chí là sa thải thì có ảnh hưởng như thế nào đối với phần trăm thất nghiệp tháng vừa rồi và những tháng tới đây sẽ có xu hướng ra sao chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi trong tuần này và đây sẽ là một những yếu tố rất là quan trọng ảnh hưởng đến việc là Fed sẽ tăng lãi suất bao nhiêu xa và bao nhiêu lâu. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết đó, thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Đồng hành cùng chúng ta trong video hôm nay là Coin98. Với Coin98, việc mua tiền mã hóa bằng tiền fiat này đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Thao tác này đã có thể được thực hiện trên cả Coin98 Extension và Coin98 Super App. chỉ cần, truy cập tính năng mua crypto tại trang chủ bạn có thể dùng thẻ Credit, Debit để mua Bitcoin, Ethereum, Solana và nhiều đồng coin khác một cách nhanh chóng và tiện lợi. Hãy tải Coin98 và nhập mã giới thiệu trên màn hình cũng như trải nghiệm tính năng này ngày hôm nay. Mặc dù là ngày hôm nay đó chúng ta thấy thị trường chứng khoán không có mở cửa nhưng mà Fed cũng không có quên để mà hù mọi người đâu. Chúng ta thấy thông tin đó là thống đốc của Fed đó chính là Christopher Waller đã lên tiếng nói là Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất chứ không có ngừng lại đâu và Fed sẽ tăng lãi suất ít nhất là trong vài cái đợt họp tới đây. Và đối với lại Christopher Waller đó thì thống đốc Waller nghĩ là Fed sẽ tăng lãi suất cho đến khi nào thì chúng ta đã có một số dấu hiệu là Fed muốn tăng lên tới mức là từ 2,5 đến 2,75 có nghĩa là chúng ta thấy được là lãi suất bây giờ dao động từ 0,75 tới 1% thì có nghĩa là Fed muốn tăng thêm khoảng chừng là 2% trong vòng 4 đợt tới đây và mỗi đợt là 0,5%. Đó là cái thông tin mới nhất từ Fed thì ít ra chúng ta cũng đã có được một cái nhận định từ Fed là họ bây giờ Ít ra đã trong 4 đợt tới đây không phải là hai đợt Chúng ta đã nhớ là Chủ tịch Fed John Powell nói tháng vừa rồi đó Là hai đợt tới đây đó thì khả năng cao là sẽ tăng 0,5 và 0,5 như là tăng thêm 1%. Nhưng mà chúng ta lại biết thêm ngày hôm nay đó là Christopher Waller nói là chúng ta có thể thấy Fed tăng thêm hai đợt nữa là 2% tổng cộng 4 đợt tới đây. Nhưng mà đó là cái mức cao nhất mà họ thấy bây giờ. Còn sau đó có tăng hay không thì tùy theo là tình hình Và tình hình mà họ nói tới là gì đương nhiên liên quan tới phần trăm thất nghiệp và phần trăm lạm phát ra sao Chúng ta cũng đã biết là tháng này đó ít ra chúng ta cũng đã nhận được hai chỉ số Đó chính là chỉ số lạm phát người tiêu dùng CPI đó là mức là 8,3% đã thấp hơn so với lại cái tháng trước đó là 8,5%. Chúng ta cũng thấy được là cái chỉ số PCE có nghĩa là phần trăm lạm phát hàng tiêu dùng thiết yếu đó là ở mức thấp hơn là cái tháng vừa rồi chỉ tăng có 0,2 thay vì tăng tới 0,9% thì đây là những cái dấu hiệu ban đầu mà thôi và chỉ mới có một tháng cho nên vẫn chưa nói lên được gì Fed cần những dấu hiệu nó chắc chắn hơn và hôm nay chia sẻ với các bạn chúng ta nếu như mà hy vọng là Fed sẽ không tăng lãi suất trong một hai đợt tới đây đấy, thì rất là khó tại vì chủ tịch John Powell đã nói là sẽ dựa vào một cái dữ liệu dài hạn chứ không phải là chỉ một hay là hai tháng có dấu hiệu chậm lại là họ sẽ ngưng đâu đây là cái tài liệu liên quan tới Fed mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Nhưng mà chúng ta thấy được là thị trường bây giờ đó cũng có cái sự chuẩn bị, có nghĩa là giá cả của những cái tài sản bây giờ đó thì đã có sự chuẩn bị là Fed sẽ tăng lên tới 2,75%. Thì có thể nhiều bạn hỏi thuận là chúng ta làm sao biết được Chúng ta thường hay nghe những cái bài viết là thị trường kỳ vọng con số này con số kia Thì thị trường kỳ vọng nó từ đâu mà ra Thì bây giờ cái chỉ số phần trăm lãi suất của Fed là dao động từ 0,75 cho đến 1% Các bạn đã nhớ là trước đó là khoảng chừng 0 tới 0, -0 Họ tăng lần đầu tiên là 0,25 lần thứ hai là 0,5 cho nên chúng ta thấy là cái mức bây giờ là khoảng cho nên 1% là lãi suất của Fed. Và chúng ta có thể nhìn vào một cái dữ liệu. Đây là cái dữ liệu uh, CME Futures. Có nghĩa là chúng ta thấy được là hợp đồng tương lai của lãi suất. Chúng ta có thể thấy được là bất cứ cái gì cũng có hợp đồng tương lai hết. Và lãi suất của Fed cũng không ngoại lệ thì chúng ta ít ra cũng thấy được là những cái trader bây giờ đó, những nhà đầu tư thì họ có suy nghĩ gì liên quan đến những cuộc họp kế tiếp của Fed và trên màn hình đó, các bạn thấy được đây đó là một cái countdown lần họp kế tiếp của Fed từ khi nào đó chính là giữa tháng 6 còn 15 ngày 21 tiếng nữa là sẽ có cuộc họp kế tiếp của Fed và bên dưới này đó, chúng ta thấy được là đây là hợp đồng của cuộc họp ngày 15 tháng 6, của cuộc họp ngày 27 tháng 7 21 tháng 9 2 tháng 11 và cuộc họp cuối cùng của năm nay là ngày 14 tháng 12 đây là cái ngày mà họp của Fed và sau đó là năm 2023 thì chúng ta thấy bên dưới này đó là cái phần trăm của những cái hợp đồng bây giờ đang nằm ở đâu các bạn thấy rất rõ ràng là ngày 15 tây tháng 6 đó cuộc họp hầu như là 97,3% của những nhà đầu tư bây giờ đó họ nghĩ là dựa theo hợp đồng của CME cho thấy là cái phần trăm lớn hoàn toàn là nghĩ là Fed sẽ tăng thêm 0,5%, có nghĩa là cái giá sẽ dao động cho cái lãi suất đó là từ 1,25 cho đến 1,5% lãi suất trong cái cuộc họp tháng 6 này. Cuối tháng 7 là sao? Cuối tháng 7 đó các bạn thấy được là chúng ta cũng thấy hiện tượng tương tự 94%. Bây giờ hợp đồng cho thấy là Fed sẽ tăng thêm 0,5% nữa. Lúc đó lãi suất sẽ dao động từ 1,75 cho đến 2%. Nhưng mà sau đó thì sao? Sau đó đó các bạn thấy được là tháng 9 Uh, ngày 21 tây đó cuộc họp này thì nó bắt đầu chia ra hầu 50 50. 50% đó nghĩ là chúng ta sẽ thấy là Fed sẽ tăng chỉ 0,25% mà thôi sẽ bắt đầu chậm lại cái việc tăng lãi suất. Còn lại đó thì uh, 50% còn lại nghĩ là Fed sẽ tăng 0,5% thêm một lần nữa cũng như là Chris Waller vừa nói mới đây. Và chúng ta có thể xem cái uh, hợp đồng 2 tây tháng 11 ra sao thì cũng 50-50 các bạn thấy được là chúng ta cũng thấy là 50% nghĩ là sẽ tăng thêm 0,25%. 50% còn lại nghĩ là không Fed sẽ tăng thêm 0,5% nghĩa là chúng ta sẽ tới cái mức là 2,5 tới 2,75% như là chúng ta thấy là Trish Waller uh, đã nói mới đây và chúng ta cũng có thể nhìn vào cái cuộc họp cuối cùng của năm nay là ngày 14 tháng 12 đó thì chúng ta thì được là phần lớn dừng lại ở cái mức là 2,75 cho tới 3% chúng ta được là hầu như 50-50 thì có nghĩa là gì? có nghĩa là từ đây cho đến cuối năm đó Fed sẽ tăng phần lớn như đầu tư đó đã có cái sự chuẩn bị không biết là khi nào họ sẽ chậm tăng phần trăm lại nhưng mà phần lớn mình nghĩ là chúng ta sẽ dao động từ 0,5 cho đến 3% cuối năm nay thì đó cũng là những gì mà chúng ta thấy là thị trường đã có cái sự chuẩn bị rồi. Cho nên nếu như mà Fed tăng lãi suất liên tục hai lần kế tiếp đây thì có thể là hai lần kế tiếp đó, tăng 0,5%, 0,5% mình ngưng tăng hay là có thể là chậm lại tăng trăm bốn lần kế tiếp nữa. Dù sau này nữa đó kết thúc năm nay miễn là chúng ta thấy phần trăm của Fed là từ 3% đổ lại đó thì thị trường đã có cái sự chuẩn bị rồi. Đó là những gì mà chúng ta có thể đọc được khi mà nhìn vào những cái dữ liệu liên quan tới hợp đồng hiện tại. Đương nhiên khi mà chúng ta có thêm thông tin thì sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn. Nhưng mà bây giờ là như vậy chúng ta thì cũng hy vọng là Fed tăng lãi suất theo cái kỳ vọng của nhà đầu tư như thường mới vừa chia sẻ hay là tốt hơn là Fed tăng chậm hơn một chút thì chúng ta sẽ thấy thị trường sẽ có cái sự khởi sắc Tại vì chúng ta thấy là lãi suất của Fed ảnh hưởng tới tất cả thị trường như các bạn đã biết rồi. Và chúng ta cũng đã bắt đầu thấy một số những dấu hiệu có cái sự chậm lại trong nền kinh tế ở Mỹ và khắp nơi luôn. Không phải là chỉ riêng Mỹ nhưng mà Thuận thì sống ở Hoa Kỳ cho nên Thuận đành hơn những tài liệu của Hoa Kỳ. Và thường cũng đã thống kê lại 11 dấu hiệu. Đây chỉ là dấu hiệu mà thôi thường không dám nói là chúng ta đang đối đầu với khủng hoảng tài chính. Cái đó là xa hơn nữa. Bây giờ chúng ta chỉ thấy nói là dấu hiệu là nền kinh tế đã có cái sự chậm lại. Và đây là một cái yếu tố quan trọng liên quan tới Fed có tiếp tục tăng lại sức mạnh hay là không? Tại vì khi nền kinh tế đã chậm lại rồi đây thì theo lý thuyết, phần trăm lạm phát cũng sẽ giảm xuống thì chúng ta cũng vẫn có hy vọng là Fed sẽ không có tăng nhanh như là nhiều người nói hiện bây giờ. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I got to have it? I ain't even playing, got a really bad habit if it moves got to grab it. fuse like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing gotta...